Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. 60 giây hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lô xoài đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Ba người cùng một gia đình thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở thành phố Huế. Thưa quý vị, nhiều giải pháp cải cách hành chính đang được thực hiện ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại phục vụ tốt cho người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Để đánh giá hiệu quả của việc cải cách hành chính, tiêu chí đầu tiên chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tại Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, chính quyền đã kết nối số biên nhận từng hồ sơ vào hệ thống phần mềm để việc đánh giá hài lòng được thuận tiện và hiệu quả hơn. Nó có những cái mục thì mình cảm thấy ok cái mục nào thì mình đánh giá vô người làm việc của cái buổi làm việc đó. Với những hồ sơ trễ hạn, Ủy ban Nhân dân quận gửi thư xin lỗi qua bưu điện, nhắn tin hoặc điện thoại trực tiếp để thông báo cho người dân, nêu rõ nguyên nhân và báo thời gian trả hồ sơ. Đối với những cái hồ sơ không hài lòng sẽ liên hệ trực tiếp để phỏng vấn trực tiếp người dân, tìm ra được cái nguyên nhân để đánh giá lại quy trình là do cán bộ, do khách quan, do chủ quan như thế nào. Các sở ngành thành phố cũng tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân trong công tác cải cách hành chính với quan điểm xác định người dân muốn gì, cần gì, chứ không phải các sở ngành đã làm những gì. Hàng ngày, rồi hàng tuần, tháng thì sẽ nhận được cái kết quả đánh giá của cán bộ, góp phần chấn chỉnh cái đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá hài lòng được thực hiện thường xuyên và thực chất, thể hiện sự cầu thị của chính quyền nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch phục vụ nhân dân. Sáng nay, tỉnh Đồng Tháp làm lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được xuất sang thị trường khó tính, sau thanh long, chôm chôm, nhãn, vải và vú sữa. 8 tấn xoài đầu tiên sẽ được xuất sang thị trường Mỹ bằng đường hàng không. Toàn bộ số xoài này được thu mua từ Hợp tác xã xoài Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Hàng không chỉ đảm bảo về chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật mà còn đạt chuẩn về kích cỡ. Chúng tôi rất là phấn khởi, tại vì mình là đã bắt đầu tiếp cận với thị trường cao cấp, thị trường khó tính nhất là thị trường Mỹ. Thì từ đó mình, nếu trường hợp mà tiếp cận tốt vấn đề này thì sẽ mở ra một cái triển vọng mới cho ngành xoài. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp, mỗi năm tỉnh này xuất 93.000 tấn xoài và sản lượng còn tăng nếu được các thị trường xuất khẩu ưa chuộng. Năm 2018 được xem là năm xuất khẩu trái cây thành công nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay 18 tháng 4 là ngày người khuyết tật Việt Nam. Không may mắn có được một cơ thể toàn vẹn lành lặn như bao người khác, nhưng nhiều người khuyết tật vẫn cống hiến hết mình để thực sự là một công dân hữu ích. Tuy nhiên thì bên cạnh những nỗ lực tự thân của người khuyết tật, việc tạo ra cho họ môi trường làm việc bình đẳng là rất quan trọng. Điều này cần sự chung tay của toàn xã hội, mà đặc biệt là các doanh nghiệp. Anh Nguyễn Hữu Toàn, cử nhân Đại học Công nghệ Sài Gòn, mắc bệnh teo cơ tủy sống bẩm sinh. Vượt qua nghịch cảnh, anh đã trở thành một lập trình viên. Ngày của mình đã xây dựng những website cho khách hàng trên nền tảng là WordPress, người được bằng bình đẳng với nhau. Anh Toàn là một trong nhiều người khuyết tật được tuyển dụng một cách bình đẳng, vì chính doanh nghiệp tuyển dụng luôn mong mỏi mỗi nhân viên dù là người khuyết tật nhưng vẫn tự tin nỗ lực hoàn thành công việc và vươn lên trong cuộc sống. Có khoảng 80% các bạn là nhân viên là người khuyết tật. Khi mà các bạn có khả năng làm được việc, các bạn muốn học hỏi thêm về ngành công nghệ thông tin thì các bạn sẽ có một cái cơ hội được ứng tuyển vào công ty này và có để làm việc. Vấn đề lương bổng hay các chế độ đều rất là công bằng. Nếu có chút nhỉnh hơn, ví dụ các bạn khiếm thị thì được là tài trợ tiền đi Grab. Sau khi mà gọi điện thoại mà có thể có đơn hàng được cái thứ đó thì các bạn được thưởng thêm. Và khi làm việc công bằng rồi thì cuộc sống nó sẽ có cơ hội. Cả nước hiện có hơn 6,2 triệu người khuyết tật. Tạo môi trường làm việc và đối xử bình đẳng là giải pháp tốt nhất giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi tiên phong trong việc nói không với đồ nhựa sử dụng một lần. Đó là trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Từ ngày 15 tháng 5 tới, tất cả các phòng học của trường này sẽ ngừng phục vụ nước đóng chai cho giảng viên. Các thầy cô chuyển sang dùng các dụng cụ đựng nước sử dụng nhiều lần bằng thủy tinh inox. Các buổi hội thảo cũng sẽ không sử dụng chai nhựa mà thay bằng các bình nước. Mình ủng hộ 100% và hy vọng rằng là đây sẽ là một cái phong trào lâu dài trong cuộc sống của người Việt Nam.
Điều này không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía giảng viên mà còn từ phía sinh viên. Việc mà trong trường mình cùng làm thì sẽ lan tỏa đến các bạn sinh viên ngoài trường. Như vậy thì sẽ kéo được cả cộng đồng mình bảo vệ môi trường. Các thầy cô phải làm gương cho các em. Các em vô môi trường mà thấy các thầy cô làm như vậy các em cũng sẽ bắt chước. Thứ hai nữa là mình cũng xây dựng một cái hình ảnh, một cái người sinh viên hiện đại là hiểu biết và có những cái hành vi tốt với môi trường. Một giải pháp khá đơn giản nhưng cần sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng để thay đổi hành vi nhận thức về mối nguy hại của rác thải nhựa hiện nay. Trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can là những người trực tiếp thực hiện việc sửa và nâng điểm cho hàng chục thí sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có ý kiến cho rằng việc chưa khởi tố những người hưởng lợi hoặc đưa ra yêu cầu sửa điểm là chưa thỏa đáng. Khi được hỏi về trách nhiệm của hơn 40 phụ huynh mua điểm cho con tại Sơn La, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý thỏa đáng như công bố danh tính, truy cứu trách nhiệm hoặc xử lý hình sự. Cả những người bán điểm và cả những người mua điểm đều phải bị xử lý thì mới làm gương được, bởi vì có cung thì mới có cậu. Làm thẳng tay cho những phụ huynh khác phải noi gương theo, không có làm như vậy nữa. Theo thông tin đăng tải trên một số trang báo, có khả năng các em học sinh được nâng điểm có bố mẹ là công chức và giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan đơn vị. Phụ huynh của những em sinh này đưa hối lộ thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự, không hình phạt từ 6 tháng đến 20 năm. 50 nhân vật nổi tiếng tại Mỹ đã phải ra hầu tòa vì hành vi chạy điểm cho con. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu vấn đề truy cứu trách nhiệm của hơn 40 phụ huynh trong vụ chạy điểm tại Sơn La có diễn ra tương tự. Tiếp theo trong chương trình, đâm vào xe đang dừng trên cầu Chợ Đệm, 3 người thương vong. Bắt giữ một đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Một vụ cháy thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình. Vụ hỏa hoạn này xảy ra tại một ngôi nhà trên đường An Dương Vương ở thành phố Huế vào sáng sớm hôm nay. Khoảng 3 giờ 45 phút sáng nay, lửa bùng lên tại nhà số 81 đường An Dương Vương. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an và lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường chữa cháy cứu nạn. Tuy nhiên, do nhà hẹp, lửa bùng phát mạnh nên đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. 3 người thiệt mạng gồm ông Đặng Vấn và vợ là bà Võ Thị Nhớ cùng 56 tuổi, con gái là Đặng Thị Yến Nhi 12 tuổi. Lúc xảy ra vụ cháy, hai người con khác của vợ chồng ông Vấn không có mặt ở nhà nên thoát nạn. Do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn gần bến xe và nút giao thông Hùng Vương Hồ Đắc Di nên lực lượng công an phải điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra. Sáng sớm nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Chợ Đệm thuộc đường Võ Trần Chí thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, làm 3 người thương vong. Khoảng 5 giờ sáng nay, xe tải cẩu mang biển số 61C34117 chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ra quốc lộ 1. Khi đến cầu Chợ Đệm do gặp sự cố về thắng, tài xế cho xe dừng lại ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra. Trong lúc tài xế và phụ xe đang sửa xe, thì xe tải mang biển kiểm soát 69C00634 chạy cùng chiều phía sau, tông thẳng vào xe đang dừng đậu. Tai nạn làm cả tài xế xe tải và xe tải cẩu tử vong tại chỗ. Phụ xe bị hút bay qua giải phân cách nhưng may mắn chỉ bị thương. Hai tài xế tử vong được xác định là Ngô Triều Mến, 27 tuổi, quê ở Cà Mau, và Nguyễn Thành Công, 31 tuổi, quê Vĩnh Long. Thời điểm đó, tài xế và phụ xe tải cẩu vừa xuống xe kiểm tra sửa chữa phương tiện, chưa kịp đặt vật cản cảnh báo phía sau xe thì xảy ra tai nạn. Một tai nạn khác cũng do tông vào xe ô tô đang dừng đậu xảy ra vào 9 giờ sáng nay tại Tiền Giang. Xe máy mang bản số 63B339686 do một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi xe đi qua địa bàn ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành thì tông vào một chiếc xe tải đang đổ bên đường. Nam thanh niên ngã xuống đường bị thương khá nặng. Nhiều giấy tờ trong cốp xe của nạn nhân đều mang tên Huỳnh Trung Bình, sinh năm 1995, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Hôm nay, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Nhật Khang, 19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Khang là đối tượng đã tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai. Liên quan đến vụ việc, lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt hai kẻ chủ mưu gồm Nguyễn Minh Dũng, 37 tuổi và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 28 tuổi, em gái của Dũng, ngụ huyện Bình Chánh để điều tra xử lý. Tiếp theo là thông tin cập nhật về vụ bắt giữ 700 kg ma túy tại Nghệ An mà chương trình 60 giây đã đưa tin.
Cho đến thời điểm hiện tại thì Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt thêm được một đối tượng nữa liên quan đến đường dây này. Như vậy, tổng cộng đã có 4 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan công an cũng xác định đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma túy này là một người quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, hiện đang bỏ trốn. Công an đang huy động tối đa lực lượng tập trung truy bắt đối tượng trên, điều tra làm rõ chuyên án. Chiều qua tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Giàng A Cấu, sinh năm 1981, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Khi bị phát hiện, đối tượng phóng xe máy bỏ chạy, sau đó bỏ xe bên đường, chạy trốn vào khu rừng ven quốc lộ 6. Lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi dây bắt, một giờ sau bắt giữ được đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng gần 6,5 kg, 198 viên ma túy tổng hợp, một xe mô tô và một số tang vật liên quan khác. Tin cập nhật giờ cho. Công an huyện Hóc Môn bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy. Xe lật, hàng chục con heo xổng xuống đường gây náo loạn. Tin mới nhận, thưa quý vị, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa bàn giao hai đối tượng gồm Trương Hiếu Quý, 17 tuổi và Nguyễn Huy Hoàng, 25 tuổi cho công an xã Xuân Thới Thượng xử lý. Cả hai bị bắt giữ khi vừa thực hiện một vụ trộm xe máy. Rạng sáng nay, công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo mất trộm xe máy của người dân ở xã Xuân Thới Thượng nên đã truy tìm các đối tượng. Đến 3 giờ sáng, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đẩy xe máy vào một tiệm sửa xe ở quốc lộ 22 để phá khóa, nên đã ập vào khống chế và áp giải về trụ sở. Quý và Hoàng khai nhận đã đột nhập và trộm xe của người dân. Ngay trong đêm, công an đã kiểm tra nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập và bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác chung nhóm, đồng thời thu giữ tang vật gồm hai bộ đoạn phá khóa, dao bấm, khóa tự cùng một xe máy. Hiện cơ quan công an đang xác minh một số vụ trộm xe máy có liên quan đến nhóm này. Trưa nay, một chiếc xe tải chở heo đã bị mất lái và lao xuống bãi đất trống trên đường Phạm Văn Đồng rồi lật nhào. Sự cố khiến hàng chục con heo xổng ra ngoài gây náo loạn trên đường. Khoảng 12 giờ 15 phút, chiếc xe tải mang bản số Đồng Nai chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Khi đến gần khu cá sấu Hoa Cà thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì mất lái, lao qua phải rồi lật nhào xuống bãi đất trống cạnh làn xe máy. Sự cố làm cho một thùng xe tải bị hư hỏng, hàng chục con heo xổng ra ngoài khiến đường Phạm Văn Đồng một phen náo loạn. Tai nạn còn làm cho một số con heo bị chết. Người dân đã hỗ trợ tài xế chuyển số heo còn sống lên một xe khác. Xe cẩu đã được điều đến để di dời chiếc xe gặp nạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. Những câu chuyện thiết thực và thú vị sẽ tiếp tục được cập nhật trong 60 giây sáng mai lúc 6 giờ 30 phút trên kênh HTV7 và HTV9. Mời quý vị đón xem. Đến đây thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.